Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 5 câu 1 đến câu 20. Đức Giêsu và các môn đệ sang tới bờ bên kia biển hồ, vùng đất của dân Gê-ra-sa. Người vừa ra khỏi thuyền thì từ đám mồ mả có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón người. Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích và đập tan gông cùm, và không ai có thể kiềm chế anh được. Suốt đêm ngày anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, chu chéo và lấy đá đập vào mình. Thấy Đức Giêsu từ đằng xa, anh ta chạy đến bái lạy người và kêu lớn tiếng rằng: Lạy ông Giêsu, con Thiên Chúa tối cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa tôi van ông đừng hành hạ tôi. Thấy vậy Đức Giêsu đã bảo nó: Thần ô uế kia xuất khỏi người này. Người hỏi nó: Tên ngươi là gì? Nó thưa: Tên tôi là Đạo Binh, vì chúng tôi đông lắm. Nó khẩn khoản nài xin người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. Đám thần ô uế nài xin người rằng: Xin sai chúng tôi nhập vào những con heo kia. Người cho phép, chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo chừng 2.000 con, từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. Họ đến cùng Đức Giêsu và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo. Chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. Bấy giờ họ lên tiếng nài xin người rời khỏi vùng đất của họ. Khi người xuống thuyền thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với người. Nhưng người không cho phép. Người bảo: Anh cứ về nhà với thân nhân và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh và người đã thương anh như thế nào. Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền thập tỉnh tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc. Quý vị và các bạn thân mến, con người không chỉ là một hữu thể đóng khung trong chính mình, nhưng còn là một hữu thể có tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân, với cả vũ trụ này. Chúa Giêsu đến để làm mới lại mối tương quan ấy, vì nó đã bị phá hủy bởi sự dữ. Sự dữ không thuộc về Thiên Chúa, cũng không thuộc về con người, vì con người vốn là hình ảnh đẹp đẽ của Thiên Chúa. Thần ô uế dù nhập vào con người, nhưng họ không thuộc về chúng. Chính vì thế, Chúa đã đẩy chúng ra nơi tương xứng. Qua phép lạ trục xuất thần ô uế, Chúa đem lại phẩm giá cho người đang bị hành hạ. Quả thật, phẩm giá con người cao quý biết bao, vì đã được Thiên Chúa tạo dựng bằng tất cả tình yêu thương của Ngài. Và hơn nữa, ơn cứu chuộc nơi Đức Giêsu còn tuyệt vời hơn nữa. Thánh Phaolô xác quyết rằng, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hay bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Chính vì thế, tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta đừng tách mình ra khỏi tình yêu Thiên Chúa, hay nói cách khác, đừng hạ phẩm giá của mình vào những thứ vốn không thuộc về chúng ta. Thay vì thái độ xua đuổi Chúa Giêsu ra ranh giới cuộc đời mình, chúng ta hãy đón Chúa vào trong gia đình, trong hoàn cảnh sống của mỗi người chúng ta. Người sẽ phục hồi và đem chúng ta trở về với phẩm giá của một người làm con trong Đức Giêsu Kitô.
Ngày qua đêm tới, ánh sáng và bóng tối giao tranh giữa cuộc đời. Sự dữ lan tràn khắp nơi và đang rình rập ập tới. Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ thù địch của anh em như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Với tâm tình thiết tha, chúng ta hãy lặp lại lời kinh mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta để dâng lên Cha Người. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.